Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đạt Tô và Ngoại Thực Phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi tiếp môn phát triển sản phẩm thực phẩm nha. Thì đây là cái phần trắc nghiệm phần thứ 19, là tôi sẽ trình bày lại về một cái file mới là bên chương 1 giới thiệu phát triển sản phẩm là gì ha. Thì bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực Phẩm. Khi đi thi thì các bạn học trong sách và slide, và những cái tôi ôn thi nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Rồi thì phần 18 là tôi đã nói rồi, hôm nay là tôi có một cái file mới. Thiệt ra tôi có tới bao nhiêu cái file phát triển sản phẩm để tôi bắt cho các bạn xem. Nó sẽ nằm ngoài desktop phát triển sản phẩm. Tôi có tổng cộng là có thêm tới 6 file phát triển sản phẩm nữa. Thì nếu tôi trình bày kịp thì tôi sẽ trình bày hết cho các bạn. Còn không kịp thì tôi sẽ gửi file này qua cho các bạn đăng ký hội viên nha. Rồi bây giờ tôi sẽ vô câu đầu tiên của chúng ta. Chương 1. Giới thiệu chung về phát triển sản phẩm. Một đầu cái câu này là có tôi đã giải rồi nè. Một dự án phát triển sản phẩm mới dễ dẫn đến thất bại khi nếu thực hiện sự thiếu sự cam kết và đồng thuận cao của các thành viên dự án. Điều này là do thì nó hỏi về cái sự thất bại, thì các bạn sẽ dở cái file ôn cũ, cái file tổng hợp nha. Cái file này là file tổng hợp nè. Thì các bạn sẽ Ctrl F cho tôi. Chữ tôi sẽ Ctrl F chữ đồng thuận đi. Đây. Tôi sẽ tìm lại chữ cam kết nha các bạn. Đây, phải có sự cam kết và phải có sự cam kết cao và sự đồng thuận của các bộ phận chức năng. Điều này là do xác suất thành công cao, bởi vì dự án phát triển sản phẩm có nhiều bộ phận tham gia như là giám đốc nè, RDVC, VA, kế toán, thu mua vân vân. Thì dự án phát triển sản phẩm là loại công việc có tính rủi ro cao, tại vì các bạn phát triển sản phẩm mới thì chắc chắn nó sẽ có rủi ro và dự án dễ bị trễ tiến độ so với yêu cầu. Vậy thì tôi sẽ bấm thêm chữ cam kết đi. Cam kết. Không có thì tôi sẽ tìm chữ thất bại ha. Các yếu tố dẫn đến sự thành công và thất bại. Đây. Mấy cái này thì tôi đã trình bày trong các video cũ rồi, thì các bạn vui lòng các bạn xem lại ha. Ủa vậy thì cái câu này tôi đã chưa trình bày. Vậy thì câu này câu mới rồi, câu này câu mới. Nhìn nó rất là quen nhưng mà thiệt ra nó là câu mới nha. Thì bây giờ tôi sẽ đọc cho các bạn các từng ý để mà các bạn làm. Rồi đây là cái dạng câu hỏi nhiều đáp án. Nếu mà cái dạng câu hỏi nhiều đáp án thì cách làm như sau, thì câu hỏi trắc nghiệm để mở nhiều đáp án á. Thì các bạn vui lòng các bạn lên kênh YouTube của tôi nè, là kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm nè, thấy không? Cái hình nền tốt nghiệp loại xuất sắc, cử nhân loại xuất sắc đó. Thì các bạn vui lòng các bạn vào cái phần tôi đã có một cái video cái nền màu đỏ về cái vấn đề làm trắc nghiệm nhiều đáp án ha. Đề mở trắc nghiệm đề mở nhiều đáp án. Các bạn đợi tôi xíu. Nó đang mất tiêu ở đây. Các bạn sẽ xem giùm tôi cái chiến thuật làm trắc nghiệm đề mở nhiều đáp án dành cho môn phụ gia thực phẩm và môn phát triển sản phẩm nha. Thì các bạn sẽ bấm vô đây, thì tôi đã chỉ cho các bạn cái cách để mà làm được cái câu hỏi dạng nhiều đáp án. Câu hỏi dạng nhiều đáp án là cái dạng giống như câu này, để mà khi đi thi lỡ người ta có đổi đề thì các bạn vẫn có biết làm, vẫn biết làm được nha. Vậy thì các bạn có thể thấy được cái đầu tiên, nếu mà đối với cái dạng câu hỏi nhiều đáp án này nè, thì các bạn sẽ đọc cho tôi cái đáp án trước. Các bạn nhìn vô cái đáp án trước giùm tôi. Tại vì sao? Tại vì các bạn sẽ nhìn thấy được để xem là có cái số nào nó hiện thị ở cả bốn đáp án A, B, C, D hay không. Thì các bạn sẽ thấy được cho tôi ở đáp án A có số 2, được chưa? Đáp án B có số 2, đáp án C có số 2 và đáp án D có số 2. Vậy thì
Đáp án số cái ý hai này nè, chắc chắn nó đúng, chắc chắn đúng phần trăm luôn, tại vì trong bốn đáp án đều nó có mặt, nó xuất hiện. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đọc cho tôi ví dụ số 1. Đáp án B không có số 1 thì bỏ số 1 đi. Tiếp theo tới số 3. Đáp án A không có số 3 thì thôi. Tới số 4, đáp án C không có số 4 thì thôi. Còn số 5 thì chỉ có ở đáp án B và đáp án D thôi. Cho nên là các bạn sẽ lọc ra được cái ý hai này nè, là chắc chắn nó đúng 100%. Vậy thì các bạn không cần đọc ý hai nữa, cho đỡ suy nghĩ, đỡ tốn thời gian ha. Rồi, một dự án. Bây giờ các bạn sẽ đọc các ý còn lại. Một dự án phát triển sản phẩm mới dễ dẫn đến thất bại nếu thiếu sự cam kết và đồng thuận cao. Tại vì như nãy tôi đã trình bày bên đây về cái sự cam kết. Đây, sự cam kết, bởi vì một dự án phát triển sản phẩm gồm có nhiều bộ phận tham gia, thì dự án phát triển sản phẩm là có tính rủi ro cao và dễ bị trễ tiến độ ha. Vậy thì cái vấn đề rủi ro dẫn đến thất bại có không? Có. Dự án chứa nhiều yếu tố rủi ro dẫn đến thất bại. Ý 3 đúng. Ý 2 đúng và ý 3 đúng. Ý 2 và ý 3 đúng. Vậy thì các bạn đọc tới đây thì các bạn sẽ loại cho tôi đáp án mà không có số 3 là đáp án này. Được chưa? Đây, các bạn xem lại cho tôi. 1, 2, 4. Nó không có số 3. Mà các bạn đã xác định được cái số 3 đúng thì các bạn loại ngay đáp án A giùm tôi. Bây giờ cái xác suất lụi của các bạn sẽ còn từ xác suất lụi, nếu mà bốn đáp án là 25% thì cái xác suất lụi của các bạn sẽ tăng lên 33%. Được chưa? Bạn nào chưa hiểu ý tôi nói thì có thể bình luận xuống hỏi thêm tôi nha. Tại vì tôi giảng trên cái nền tảng là các bạn đang ôn thi chứ không phải là các bạn học. Các bạn đang ôn thi thì các bạn đã biết được cái cách làm cái dạng câu hỏi đề mở nhiều đáp án. Đề mở là các bạn cần phải có kỹ năng tư duy nữa. Rồi tiếp theo, 1, 2, 3. Dự án đòi hỏi tốn nhiều thời gian không? Có chứ. Một cái dự án phát triển sản phẩm mới rất là tốn thời gian. Bởi vì sao? Ví dụ như các bạn phát triển một sản phẩm mới, các bạn mở rộng một dòng sản phẩm thì nó có thể đỡ tốn thời gian hơn con muỗi. Nhưng mà nếu mà các bạn phát triển một dòng sản phẩm mới hoàn toàn chưa có trên thị trường, thì cái vấn đề giống như là cái bản công bố nè, các chỉ tiêu nè, rồi các tiêu chuẩn chất lượng, rồi các hạn sử dụng là bạn không có tài liệu để các bạn tham khảo được. Cho nên là các bạn phải tiến hành cái gì? Các bạn phải tiến hành rất là tốn nhiều thời gian. Một cái dự án đòi hỏi tốn nhiều thời gian ha. Vậy thì tôi sẽ chắc chắn được ý 1, ý 2 và ý 3 nó đúng. Ý 1, ý 2 và ý 3 ý đúng thì tôi sẽ loại ngay đáp án B, tại vì nó không có ý 1 ha. Bây giờ thì xác suất lụi của các bạn sẽ là 50-50, đáp án C và đáp án D, được chưa? Tiếp theo là các bạn đọc tới câu 4. Chi phí cao của dự án. Chi phí cao của dự án có không? Một cái dự án phát triển sản phẩm nào chắc chắn cũng phải có chi phí. Nhưng mà cái vấn đề về chi phí thì các bạn sẽ được công ty cung cấp, hoặc là các bạn đã sàng lọc ngoài cái ý tưởng. Từ khi mà các bạn đã có ý tưởng thì các bạn sẽ sàng lọc, thì các bạn có thể là đánh vào phân khúc của người tiêu dùng. Ví dụ như là các bạn đánh vào phân khúc của người tiêu dùng với cái giới giàu, cái giới nhiều tiền á, thì các bạn có thể sử dụng nguyên liệu đắt tiền cũng được. Được chưa? Rồi, nếu mà cái vấn đề về chi phí á, nó cũng không có liên quan nhiều đến cái vấn đề thất bại của cái dự án phát triển sản phẩm nha. Rồi, được chưa? Rồi, năm thiếu tinh thần, kỹ năng làm việc nhóm. Cái vấn đề này cũng có, nhưng cái vấn đề này cũng có đúng á. Nhưng mà đáp án của chúng ta là câu C, ý 1, 2, 3. Thì các bạn đừng có thấy tôi tô cái màu hồng đáp án sẵn nha. Thì bây giờ là một cái câu tôi quần cũng khá là hơi lâu. Để làm chi? Để cho các bạn biết cái cách làm nha. Các bạn biết cái cách làm. Rồi, được chưa? Thì video này cũng khá dài rồi, thì tôi sẽ làm trong các video khác trong kỳ sau nha. Vậy thì cái tiêu đề này tôi sẽ sửa lại thành cái thành công thất bại, được chưa? Cái này tôi sẽ sửa lại thành cái tiêu đề ngoài đây.
Một video thì tôi nói khoảng 10 phút thôi. Tôi nói nhiều quá thì các bạn sẽ bị chán. Rồi được chưa? Chúc cho các bạn thi tốt nha. Các bạn nhớ một vấn đề là bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Tô Công Nghệ Thực Phẩm. Khi đi thi thì các bạn nhớ học trong sách và slide, và những cái tương thi chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.